đến sao Mộc vào năm 2016, tàu vũ trụ Juno do NASA tài trợ đã quay lại những hình ảnh chi tiết và đáng kinh ngạc nhất về hành tinh lớn nhất hệ mặt trời. Những hình ảnh và dữ liệu này đã giúp sửa đổi các lý thuyết trước đây về tia sét của sao Mộc và cho chúng ta những cái nhìn đầu tiên về các cực của sao Mộc, tiết lộ nhiều xoáy thuận. Những cơn lốc xoáy này tiếp tục được quan sát trên khắp hành tinh khổng lồ, nhưng những quá trình này xảy ra như thế nào và có thể giải thích chúng như thế nào tốt nhất? Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Nature Physics giúp mô tả sự hỗn loạn xa hoa tại các cực của sao Mộc và các lực vật lý tạo ra những cơn lốc xoáy lớn này. Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng cho một giả thuyết lâu đời rằng sự đối lưu ẩm khi không khí nóng hơn, ít đặc hơn xuất hiện tạo ra các xoáy thuận này. Tiến sĩ Lee Sigmund, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Khi tôi nhìn thấy sự đa dạng của sự hỗn loạn xung quanh các cơn lốc xoáy dâu viền với tất cả các sợi nhỏ và các dòng xoáy nhỏ hơn, nó nhắc nhở tôi về sự hỗn loạn mà bạn thấy trong đại dương xung quanh các dòng xoáy." Tiến sĩ Lee Sigmund, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. Nhà hải dương học vật lý và học giả sau tiến sĩ tại Viện Hải dương học Sercrip tại Đại học California, San Diego. Những điều này đặc biệt rõ ràng trên các bức ảnh vệ tinh có độ phân giải cao về sự nở hoa của sinh vật phù du. Tiến sĩ Sigmund quyết định theo đuổi nghiên cứu này sau khi quan sát thấy các xoáy thuận ở các cực của sao Mộc có những điểm tương đồng với các xoáy thuận đại dương mà bà đã nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu đã phân tích một loạt các hình ảnh hồng ngoại được chụp tại vùng cực bắc của sao Mộc, đặc biệt là cụm xoáy cực, nơi một xoáy thuận trung tâm lớn được bao quanh bởi 8 xoáy thuận nhỏ hơn. Nhóm nghiên cứu đã có thể tính toán cả tốc độ và hướng gió bằng cách theo dõi thành công chuyển động của các đám mây giữa các bức ảnh. Sau đó, nhóm nghiên cứu đã giải thích thành công các hình ảnh hồng ngoại về độ dày của đám mây, xác định các vùng nóng tương ứng với các đám mây mỏng, nơi có thể nhìn sâu hơn vào bầu khí quyển của sao Mộc. Các vùng lạnh thể hiện sự che phủ của mây dày, bao phủ bầu khí quyển của sao Mộc. Những phát hiện đáng kinh ngạc này đã cung cấp cho các nhà nghiên cứu manh mối về năng lượng của hệ thống. Với các mô hình hành vi tương tự như các xoáy nước đại dương, cũng giống như đám mây thứ hai, các đám mây dâu viền hình thành khi không khí nóng hơn, ít đặc hơn bốc lên. Và không khí bốc lên nhanh chóng này trong các đám mây đóng vai trò như một nguồn năng lượng cuối cùng, cung cấp các quy mô lớn hơn của các đám mây lên tới các vòng xoáy lớn và xoáy thuận cực. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.